mà mọi người ăn bún vịt nhá. Mình ngại nấu nướng, thế là đi ra mua đồ ăn sẵn, người ta bán sẵn luôn này. Thì quán người ta nấu sẵn thì mình chỉ cần ăn thôi, mình đỡ phải nấu. Mùa đông ăn đồ nóng thì nó nóng lạnh. Vịt người ta luộc chín vừa vừa, nó rất ngọt nước. Nhà hàng người ta làm, người ta luộc nhiều vịt ấy, cho nên nước không ngọt. Bún này, bún có cả giá, hành với cả rau mùi tàu thái nhỏ ra cho lên cho thơm, thơm và đẹp.